buộc ngừng thi công dự án nhà máy vải triệu đô của doanh nghiệp Trung Quốc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Texom Liên hợp Việt Nam. Văn bản cho biết, dự án nhà máy vải không dệt được Ban Quản lý Khu Kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2018. Địa điểm thực hiện dự án tại khu công nghiệp Texom Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Texom Liên hợp Việt Nam. Theo báo cáo, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định phê duyệt quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt thiết kế, đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng, công ty Texom đã triển khai thi công các hạng mục công trình. Khi phát hiện vi phạm, các ngành chức năng của tỉnh đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công dự án vào ngày 8 tháng 4 năm 2019. Tại buổi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Texom Việt Nam ngày 9 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu đơn vị dừng ngay mọi hoạt động xây dựng không phép, nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, chủ đầu tư dự án có văn bản báo cáo đã dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình thuộc dự án. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng một số hạng mục trên phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 được Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh phê duyệt ngày 15 tháng 5 năm 2019 và đã được chủ đầu tư báo cáo trong hồ sơ trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Do vậy, các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu công ty tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng kiên quyết yêu cầu dừng thi công, chỉ khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được tiếp tục thi công. Được biết, dự án nhà máy vải không dệt của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Texom Việt Nam, đầu tư tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà có quy mô 27 ha, tổng vốn đầu tư 260 triệu USD. Đây là dự án thành phần trong chuỗi hàng loạt các dự án của Texom Trung Quốc, đầu tư ở ven biển gần khu vực biên giới Việt Nam, Trung Quốc trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Khánh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.